Xin chào đón tất cả các quý vị. Hôm nay là buổi sáng của ngày 16 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi liên tiếp kết ghép lên một dàn âm thanh phải nói là rất ngon, bỏ rẻ nhưng đưa ra những chất âm phải là quá hay với tầm giá. Do yêu cầu của một bác tên là anh Thắng ở Thanh Hóa nhá. Và dạ vâng, với dàn âm thanh trên là gồm 4 sản phẩm trị giá là 11 triệu. 11 triệu là giá đã bao ship cho quý vị rồi, toàn quốc. Và một số quý vị đã yêu cầu mà trung tâm chưa có thời gian kết ghép thì cũng rất mong quý vị thông cảm cho. Đầu tiên đó là một em đẩy niền vang có tên là BMB, có model là DAX2000. Em này có bắt Bluetooth, để quý vị ấn vào đây nhá. Ấn vào nút này là lên Bluetooth này. Là ra báo hiệu lên chữ Bluetooth, ấn vào. Đấy, Bluetooth là quý vị sẽ bắt Bluetooth bằng điện thoại, rất là thuận tiện, rất là tiện để quý vị thích nghe bản nhạc nào là mình sẽ bắt từ điện thoại sang Bluetooth này và tấm vào nhà ra thì là trở về bình thường để lên nhạc đầu vào từ TV. Em này sẽ có cổng bắt USB để quý vị cốp tất cả những bài hát vào USB này để quý vị nghe. Và ở đây sẽ hội tụ đầy đủ những tính năng để hiệu chỉnh nhạc từ delay, repeat, bass, trung chép, là kết hợp với echo vang vọng, đưa ra những chất âm phải nói là hát karaoke cũng như nghe nhạc quá là du dương, ngọt ngào và tí tách. Màu mặt màu vàng gold và hai đèn báo sáng cho hai âm lượng to nhỏ của nhạc và của lời hát ở quý vị ở đây. Đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, chế độ bảo hành là được 1 năm quý vị nhá. Và một sản phẩm là thứ hai, đó là một em lâng tiếng đến từ thương hiệu Idol EP 100, đã quá nổi tiếng với quý vị rồi. Và khi sử dụng thì quý vị cứ bấm 4 cái đèn báo sáng này lên để tất cả tiếng nhạc chạy qua lưng tiếng này, làm cho những tiếng hát này, tiếng nhạc của quý vị được âm sắc hơn, được nét hơn, được trong trẻo hơn. Và một sản phẩm thứ ba, đó là một cặp loa đến từ thương hiệu JBL, có model là 6012. Em này sử dụng bằng bass 30, sử dụng bass 30 chạy bằng chép kèn titan quý vị, đưa ra những chất âm phải nói là rất mạnh mẽ, uy lực, hát rất hay. Và những tiếng bass của em nó phải nói là rất là bay và rất là sắc sảo, rất mềm mại. Và một sản phẩm cuối cùng, đó là một đầu, một mic dài 5m, mic có dây, sẽ tí nữa hát cho quý vị nghe. Một mic dây dài 5m là mic xua. 4 sản phẩm này sẽ có tất cả những dây kết nối cho quý vị, dây kết nối ra loa cho quý vị, sẽ tặng quý vị tất cả luôn. Và bây giờ xin phép quý vị sẽ mở một bản nhạc lên để quý vị nghe đánh giá chất âm. Xin phép được mở to để quý vị nghe đánh giá chất âm. Đó, phải nói đưa ra những tiếng hát
rất hay rồi. Những bản nhạc âm sắc rất là trong trẻo và sạch sẽ nhá. Và bây giờ xin phép quý vị sẽ được hát một đoạn ca khuê để quý vị nghe đánh giá chất âm. Và nếu như quý vị nào cũng muốn sở hữu một dàn âm thanh trị giá là 4 sản phẩm, là trị giá 11 triệu tròn, giá đã bao ship toàn quốc, thì alo ngay cho chúng tôi với số điện thoại là 0325004686. Với một cấu hình karaoke gồm 4 sản phẩm trị giá là 11 triệu tròn, đã bao ship toàn quốc, đưa ra những chất âm quá chất lượng rồi. Và cũng xin cam kết với tất cả quý vị, tất cả sản phẩm là hàng hãng nhá, hàng mới nguyên hộp, đúng model như video. Quý vị nào cũng muốn sở hữu bộ karaoke trên thì alo ngay cho chúng tôi với số điện thoại là 0325004686, địa chỉ là 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và nếu như quý vị nào ở những tỉnh lân cận gần Hà Nam, quý vị hãy đến trung tâm số nhà 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Một lần nữa được cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới, bấm vào hình quả chuông bên cạnh. Quý vị sẽ nhận được những video sớm nhất, những sản phẩm mà chúng tôi liên tiếp về để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.